Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Du Lịch. Cùng nhau đăng ký kênh để nhận video hấp dẫn nhé. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một cái khách sạn ở Mũi Né. Đó chính là khách sạn Alena ở 265 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Và cái đường đi nó hơi tối mà cái camera của mình quay trời tối giống như nó bị quán gà vậy. Thấy nó rất là mờ và nó không rõ, các bạn thông cảm. Và đây là cái đường đi, mình đang đi trên đường Nguyễn Đình Chiểu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến Mũi Né nha các bạn. Và bên tay trái các bạn là số 265 Nguyễn Đình Chiểu. Kế bên có cái hẻm. Cái hẻm này rộng từ 3m tới 4m, xe hơi vô lọt. Và khi mà xe hơi vô xong thì một lát ở trong sân có cái chỗ đậu xe hơi rất là rộng rãi, nên là các bạn yên tâm nha. Đây, mình đi ô tô check thử cho các bạn coi. Ở ngoài đây có một cái chiếc xe máy hơi cũ, nên là để đó, không sợ ai trộm hết. Rồi, mình bắt đầu đi vào sâu bên trong. Từ ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu mà vô tới khách sạn thì khoảng từ 100 đến 200m là vô tới rồi. Rồi, mình đi hết con hẻm này là mình sẽ thấy một cái chỗ rất là rộng. Đó, bên tay trái các bạn thấy chỗ xanh xanh nước biển không? Đó là cái cổng của khách sạn. Và bây giờ mình đi vô trong khách sạn để mình review nha. Một lát mình sẽ review vào lúc buổi sáng cho các bạn coi để được rõ. Còn ở đây thì sân đậu xe hơi như các bạn đã thấy thì rất là rộng. Ở đây đậu được từ 6 chiếc đến 7 chiếc nên các bạn yên tâm. Giá cả ở đây rất là bình dân, từ 300 ngàn đến 500 ngàn một ngày đêm. Nó cũng sắp xỉ với thành phố Vũng Tàu, nên là tôi thấy khách sạn này ok nên tôi review với các bạn. Ở trong thì chuẩn là thấy là hơn 3 sao đó. Nó ghi ở ngoài 3 sao nhưng mà theo tôi thấy là hơn 3 sao, tại vì ở dưới là nó có lót thảm và thiết kế nó theo cái kiểu như là châu Âu. Và toilet thì rất là đẹp. Vòi thì vòi là có 3 dạng vòi. Một là vòi sen, còn hai là vòi từ trên đầu rơi xuống, và cái thứ ba là vòi nước ở dưới. Một lát tôi sẽ review toilet và review giường cho các bạn coi. Giường rất là đẹp luôn, nệm nằm rất là êm luôn. Đây, Alena Hotel. Các bạn tìm trên Google Maps thì không thấy đâu. Các bạn lên Google Maps, các bạn gõ như tôi vậy, 265 Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết, là nó sẽ ra cái địa điểm đó. Bạn đến thì các bạn sẽ thấy cái chữ Alena ghi ở ngoài, và các bạn đi vô cái hẻm thì sẽ thấy. Ở trong đây thiết kế theo kiểu châu Âu nên nhìn nó rất là sướng con mắt luôn, rất là đẹp luôn. Đây, mình bắt đầu vô thang máy. Rồi, đây là cái phòng của mình. Đó, vừa mới quăng đồ vô xong, bây giờ mới cầm điện thoại quay phim. Đây, bật đèn sáng lên cho các bạn coi. Cái toilet rất là đẹp. Chuẩn, cái này chắc phải chuẩn 4 sao. Đây, vòi từ trời rơi xuống, vòi sen và vòi nước. Còn đây là cái giường, nhìn cái giường thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, bên cạnh là có cái bàn trang điểm. Khăn thì để trên đây. Nước uống rồi để trên đây. Ấm siêu tốc, chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn. Tủ. Tủ này bỏ vừa chắc 4 người á. Rồi, ở dưới các bạn thấy có lót thảm không? Rồi, đây là buổi sáng. Đây là lúc 5 giờ mấy, 6 giờ sáng vậy á. Khuôn mặt đang còn mơ ngủ của tôi, các bạn thấy không? Ở ngoài đang là chữ Alena. Một lát bây giờ thì tôi dậy sớm để tôi chạy bộ. Tôi chạy bộ thì tôi review cái đường hẻm cho các bạn coi. Đi bộ từ trong này ra tới hẻm thì coi là nó bao xa. Tôi đi bộ thử. Rồi bây giờ phải mở cái cốp xe lên để lấy đôi giày mang vô cái. Rồi, xong, cởi chìa khóa xong xuôi rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình chạy bộ, mình đi bộ khởi động cái mình chạy bộ. Và mình sẽ cắt cái cảnh chạy bộ để qua cái video là đón bình minh sáng cùng mình ở Mũi Né nha. Còn đây là mình chỉ review cái đoạn đường cho các bạn coi thôi. Các bạn thấy khuôn mặt đang còn mơ ngủ, đang rất là buồn ngủ luôn. Nhưng mà dậy sớm chạy bộ nó rất là tỉnh táo và rất là nhiều năng lượng nha các bạn. Rồi, như các bạn đã thấy thì cái đường nó tầm từ 3m đến 4m, cái đường vô từ hẻm đi vô. Nhưng mà bên trong thì cái bãi đậu xe hơi rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Rồi, mình đã ra tới đầu hẻm rồi. Như các bạn đã thấy thì rất là gần. Từ đầu hẻm vô, đó như các bạn thấy thì Alena Hotel nó có để cái chữ đằng trước. Các bạn tới số 265 Nguyễn Đình Chiểu thì các bạn sẽ thấy thôi.
Rồi còn bây giờ mình sẽ review cái đường từ bãi biển đi về tới khách sạn mình đi bộ cho các bạn xem. Hiện tại thì mình đang ở bờ biển Mũi Né và đang ở chợ, đây là chợ chợ Phan Thiết. Đây, đang từ trong chợ đi ra, vừa hỏi hai chú nhỏ xong, hai chú nhỏ chỉ phía trước là chợ và ra chợ thì tới đường chính là đường Nguyễn Đình Chiểu. Rồi chắc cái đoạn này là mình phải tua nhanh một tí để cho các bạn đỡ mất thời gian. Rồi sau khi tua nhanh thì các bạn thấy cái hình nó nhảy liên tục y như là cắt ghép ảnh vậy chứ không phải là đang quay phim nữa. Thì tua nhanh vậy để cho các bạn đỡ mất thời gian. Và trên đường mình đi bộ thì có gặp một chú cún nhỏ nhỏ mà chú cứ đeo theo mình riết, nên nó hơi mất thời gian một tí. Đó, mua chai nước uống khát nước lắm rồi. Chai nước đây bán cũng có 10.000 chai các bạn, rẻ rề à. 10.000 chai nước Aquafina 1 lít rưỡi á các bạn. Rồi tôi nhanh xíu sắp tới cái đường. À, trước mặt mình đang là cái chùa và cái trường học tiểu học. Rồi tôi nhanh xíu nữa thì mình sẽ đi tới đầu cái hẻm. Và mình đi vô để coi cái độ rộng của cái đường để các bạn xem, để mà biết chỗ vô. Nếu mà có thích ở đây thì vô. Theo tôi thấy là rất là ok. Giữa cái chốn phồn hoa đô thị Tây không như thế này mà có giá từ 300 đến 500 là rẻ đó các bạn. Rồi đây là đường đi vô. Và sau khi đi vô thì mình sẽ review cái khách sạn vào buổi sáng nha các bạn. Tại tối hôm qua tới trễ quá. Từ thành phố mình bắt đầu đi là 5 giờ. 5 giờ mà mình đi ra tới đây là khoảng 10 giờ đêm á. Nên là nó hơi trễ. Rồi ở đây là vô khu viên rồi, các bạn thấy vô trong sân đồ này nọ rất là rộng thấy không. Đây vô tới cổng cũng rất là rộng luôn. Ở đây đậu tầm từ 6 chiếc đến 7 chiếc xe hơi là bình thường á. Nên là các bạn yên tâm nếu mà có đi xe hơi. Ngoài ra đây còn có hồ bơi sử dụng miễn phí nha các bạn. Thấy rất là đã luôn á. Nước rất là sạch. Chú này dọn hồ bơi thấy dọn mỗi ngày luôn á. Nước rất là trong xanh luôn. Một lát mình có cắm cái camera của mình sử dụng xuống nước coi là có ok không, để chiều mang ra biển để review mình bơi trên biển cảnh hoàng hôn cho các bạn xem. Đó. Đâu mình cắm xuống coi coi nó có bị hư không nha. Nó hư là khỏi review cho các bạn coi luôn. Hên quá chưa hư, còn coi được. Mình cắm xuống mà quản lý khách sạn ông hỏi là sao gan vậy, dám cắm camera xuống nước luôn. Đó, cắm cái nữa rồi. Rồi, vẫn bình thường luôn. Đang lấy lên vẫn bình thường luôn nha, không có bị vô nước nha. Còn sau này nó có hư hay không thì không biết. Rồi, mình đi một vòng tour khách sạn, coi một vòng coi cho biết nha. Hôm bữa cách đây khoảng tháng thì mình có review, ngồi ngay cái chỗ này review cho các bạn coi nè. Mới đầu tưởng đâu là cái phòng xông hơi, ai về đâu không phải, đó là một cái phòng của người ta ở luôn. Cái phòng gọi là phòng lều mini nhỏ, ở trong đầy đủ tiện nghi luôn. Mới đầu tưởng đâu là cái phòng xông hơi. Rồi mình đi ra đằng sau coi coi có rộng rãi không. Đằng sau còn nguyên một cái khoảng sân luôn. Khách sạn này rộng á. Mà thiết kế các bạn thấy đẹp, nhìn còn mới tinh luôn. 500.000 một đêm mà các bạn vô đây được trải nghiệm mà với giá 500.000 là rất là rẻ. Rồi đây là sân đằng sau. Chỗ này chắc chắn là chỗ phơi đồ quá. Rồi, vậy là hết rồi. Thôi bắt đầu đi lên phòng và tắm rửa chuẩn bị đi biển Cổ Thạch. Ê, ở đây có được trái dừa. Nhưng mà trái dừa này bị thúi rồi.
Rồi thôi lấy chìa khóa và đi lên phòng tắm rửa và đi đến biển Cổ Thạch. Biển Cổ Thạch video thì mình cũng đã review cho các bạn xem và đã up lên. Nếu mà các bạn thích khám phá thì lên coi thử, check in thử, tìm thử coi là nó có hay không rồi các bạn tới để đỡ mất công tới. Tại nó cũng xa nha các bạn. Nó cách địa điểm này là khoảng 150 km lận đó. Rồi đây là toilet công cộng của khách sạn. Rồi thôi vô thang máy đi thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha. Nếu thấy hay thì hãy like và share. Nếu mà thấy có vấn đề đó thì hãy comment cho mình biết để mình hoàn thiện hơn. Những cái comment của các bạn vô tình làm cho những cái video sau này của mình tốt hơn. Đó là công sức của mấy bạn đó. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn đi chơi vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Và nếu thấy hay thì hãy like và share. Và nhớ đăng ký kênh ở nút subscribe ở bên dưới. Nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn.